Công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại hồ thủy điện Rào Trăng 3 đã bước sang ngày thứ 6. Trong hôm nay 30 tháng 3, các vị trí trong lòng hồ đã được tìm kiếm hết. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện thêm thi thể của công nhân mất tích nào. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 đang có mặt tại hiện trường. Tối ngày 29 tháng 3, thời tiết tại Rào Trăng có mưa to, khiến mực nước trong lòng hồ tại khu vực tìm kiếm dâng lên khá cao. Do đó, các phương tiện máy bơm đã được triển khai ngay từ sáng sớm ngày 30 tháng 3. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động thêm 2 máy hút nước đến hiện trường. Các phương tiện máy xúc, máy ủi tiếp tục được huy động tối đa. Các lực lượng tại hiện trường theo phương châm nước rút đến đâu sẽ tiến hành tìm kiếm đến đó. Sự nỗ lực rất là lớn, quyết tâm cũng chưa hề giảm trong gần 6 tháng vừa qua. Và bằng các cái biện pháp, bằng các cái phương án, chúng tôi vẫn đang cùng các lực lượng để triển khai. Nhưng phải nói rằng cùng trong quá trình triển khai cũng có những cái chúng tôi cảm giác nó cũng chưa thực sự trọn vẹn và nổi tiếc. Đó là các phương án được triển khai như vậy, nhưng mà các cái dấu hiệu của các công nhân mất tích thì ngày càng ít đi. Và mặc dù đã tìm được những cái di vật của các công nhân rất là nhiều, nhưng mà để tìm được những dấu tích của các cá nhân công nhân mất tích thì hiện nay ngoài 6 công nhân đã tìm được, chúng tôi vẫn chưa có được cái tín hiệu gì mới. Nói rằng đó là một cái sự nuối tiếc, và cái sự vất vả thì chúng tôi không ngại, nhưng mà chỉ mong là tìm được những cái dấu hiệu của các công nhân mất tích trong thời gian sớm nhất. Đến cuối giờ chiều ngày 30 tháng 3, các vị trí trong lòng hồ đã cơ bản được tìm kiếm hết. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn không tìm kiếm thêm được thi thể nào. Thời gian tới, ban chỉ đạo sẽ khảo sát lên phương án tìm kiếm khác với các công nhân còn mất tích. Đối với cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công an, biên phòng và kiểm lâm thì họ là những người xung kích, và thực sự đây là một cái trận chiến trên mặt trận để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, và lực lượng là có mặt 24/24 và làm bất kể thời tiết. Sắp tới thì vấn đề này chúng tôi phải có một cái đánh giá lại tổng thể và khả năng xem khu vực nào có khả năng tìm kiếm được thì lúc đó mình có kế hoạch tiếp theo. Thì sau đợt này thì sẽ tính toán lại và sẽ có kế hoạch sắp tới. Nhiều gia đình các nạn nhân mất tích đã đồng hành nhiều ngày qua cùng lực lượng tìm kiếm. Dù kết quả không được như mong đợi, nhưng họ vẫn luôn hy vọng vào những kế hoạch tìm kiếm sắp tới. Tuyệt vọng đối với em mà chưa bao giờ tuyệt vọng. Mà khi nào mà cuộc giải hay đoàn tìm kiếm kết thúc, cái đó mình mà tuyệt vọng. Còn bây giờ mình vẫn nuôi hy vọng là anh vẫn còn nằm ở đâu đó nhưng mà mình chưa tìm tới. Bản thân em thì cũng yếu ốm. Mình lên rừng thiêng nước độc thì em cũng đau ốm. Nhưng mà mình phải vượt qua cái giai đoạn, mình phải cố gắng gồng dậy để cùng các bạn để đồng hành. Bây giờ mà mình vụt cục ngã tại đấy là công việc con cái mình không ai lo, nên chỉ phải cố gắng. Bây giờ về lên đây các công ty và các bạn của đội này chúng vẫn quan tâm tới các gia đình nạn nhân, vẫn lo giúp đỡ từ miệng ăn giấc ngủ, vẫn lo đầy đủ. Rồi em rất chỉ là cảm ơn. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã trải qua 4 đợt tìm kiếm với hơn 8.000 ngày công. Sau nhiều nỗ lực, đã có 6 công nhân được tìm thấy, 11 công nhân khác vẫn còn đang mất tích.